Chủ đề mà FDVN sẽ giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay là người tạm trú có được làm hộ chiếu tại nơi tạm trú hay không. Bạn sinh ra và lớn lên tại một tỉnh thành khác, nay làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng. Hiện nay, bạn đang có nhu cầu làm hộ chiếu, nhưng không biết có phải trở về tỉnh thành nơi bạn có đăng ký hộ khẩu để thực hiện các thủ tục làm hộ chiếu, hay bạn có thể làm hộ chiếu ngay tại thành phố Đà Nẵng. Hôm nay, luật sư FDVN sẽ giải đáp vấn đề này đến các bạn. Theo quy định tại khoản 3 điều 15 luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định về việc làm hộ chiếu phổ thông như sau. Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu được thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, công an cấp tỉnh, nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Trường hợp có thẻ căn cước công dân thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, công an cấp tỉnh nơi thuận lợi. Như vậy, công dân có thể làm hộ chiếu tại tỉnh nơi tạm trú theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 6 thông tư 29/2016 của Bộ Công an quy định giấy tờ để chứng minh công dân nơi có tạm trú thích hợp là sổ đăng ký tạm trú KT3. Nếu công dân đã có căn cước công dân thì có thể làm tại bất cứ tỉnh thành nào trên cả nước. Hiện nay, để thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho người dân, các tỉnh thành đã triển khai thực hiện việc cấp hộ chiếu online được thực hiện như sau. Bước 1. Khai tờ khai online. Truy cập website hộchiếu.xuatnhapcanh.gov.vn. Chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu. Điền đầy đủ thông tin vào các tờ khai. Kiểm tra lại một lần các thông tin vừa kê khai, bấm vào đăng ký để hoàn tất thủ tục. Bước 2. Sau khi hoàn thành việc đăng ký làm hộ chiếu online, các bạn mang hồ sơ đến phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Đà Nẵng để làm thủ tục tiếp nhận và chụp ảnh, đồng thời nộp lệ phí làm hộ chiếu 200.000 đồng và cung cấp địa chỉ nhận hộ chiếu qua đường bưu chính. Hồ sơ xin cấp hộ chiếu lần đầu bao gồm tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, hai ảnh chân dung 4:6, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu. Chụp ảnh tại các cơ sở chụp ảnh được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho phép. Giấy tờ liên quan bao gồm bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi. Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi, trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu. Sổ tạm trú có xác nhận của công an xã phường nơi tạm trú, xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân. Lưu ý, người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chip điện tử. Người chưa đủ 14 tuổi được cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử. Trên đây là toàn bộ tư vấn của FDVN về việc cấp hộ chiếu lần đầu cho công dân tại nơi tạm trú. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.